Cô mến chào các em đang đến với tiết học tiếng Việt lớp 2, bài ôn tập giữa kỳ 2. Các em hãy chuẩn bị sách tiếng Việt, tập vở và bút viết nhé. Bây giờ, hãy chọn cho mình một chỗ ngồi đầy đủ ánh sáng. Chúng ta bắt đầu buổi học ngày hôm nay. Tiết học bao gồm hai hoạt động. Hoạt động 1, ôn luyện từ và câu. Hoạt động 2, ôn tập làm văn. Cô mời các em cùng vào hoạt động 1, ôn luyện từ và câu. Ở hoạt động này, chúng ta cùng nắm một số từ ngữ về bốn mùa, từ ngữ về chim chóc và từ ngữ về muôn thú. Cô mời các em cùng xem một số hình ảnh về bốn mùa trong năm. Các em đã được xem một số hình ảnh về bốn mùa. Bây giờ, hãy nói về mùa mà các em thích theo gợi ý sau. Mùa đó bắt đầu từ tháng nào, kết thúc vào tháng nào? Mùa đó có hoa gì, quả gì? Thời tiết mùa đó như thế nào? Cô mời các em thực hiện. Các em đã nói về mùa mà các em thích. Bây giờ, cô mời các em cùng theo dõi bảng gồm những từ ngữ về bốn mùa trong năm. Bắt đầu từ mùa xuân. Mùa xuân bắt đầu từ tháng 1 đến hết tháng 3. Mùa xuân có trăm hoa đua nở, nhưng luôn có các loại hoa đặc trưng như hoa mai, hoa đào, hoa thược dược. Có các loại quả như quýt, vú sữa, táo. Và thời tiết vào mùa xuân thì lúc nào cũng ấm áp, phải không các em? Thế còn mùa hạ thì như thế nào? Mùa hạ bắt đầu từ tháng 4, tháng 5, tháng 6 với các loài hoa như hoa vườn, hoa bằng lăng. Vào mùa hạ chúng ta có các loài quả như nhãn, sấu, vải, xoài. Thời tiết thì oi nồng, nóng bức. Chúng ta cùng sang đến mùa thu. Thời gian từ tháng 7 đến tháng 9. Với những loài hoa nở rộ nhưng đặc trưng nhất có lẽ là hoa cúc. Vào mùa thu, chúng ta có các loại quả như bưởi, na, hồng, cam. Và thời tiết vào mùa thu thì se lạnh. Đó các em. Chúng ta cùng đến với mùa cuối cùng, đó là mùa đông. Mùa đông bắt đầu từ tháng 10, tháng 11 đến tháng 12, gồm những loài hoa như hoa mận, hoa gạo, hoa sữa. Vào mùa đông thì có các loài quả như me, dưa hấu, lê. Thời tiết vào mùa đông thì rét mướt, giá lạnh. Với bảng từ ngữ trên, cô hy vọng các em có thể sử dụng và nói về bốn mùa trong năm thật là hay nhé. Tiếp theo, cô có một đoạn trích nói về mùa thu nhưng lại thiếu dấu câu. Nhiệm vụ của các em là hãy nhắc thành năm câu nhé. Và đây cũng chính là bài 3, tiết 2, trang 77. Ngắt đoạn trích sau thành năm câu và chép vào vở. Nhớ viết hoa chữ đầu câu. Cô mời các em cùng đọc thầm đoạn trích và hãy ngắt thành 5 câu. Cô mời các em thực hiện. Các em đã ngắt thành 5 câu cùng đối chiếu với cô. Câu thứ nhất, trời đã vào thu. Câu thứ hai, những đám mây bớt đổi màu. Câu thứ ba, trời bớt nặng. Câu thứ tư, gió hanh heo đã rải khắp cánh đồng. Câu thứ năm, trời xanh và cao dần lên. Bây giờ
Các em hãy chép đoạn trích này vào vở, nhớ viết hòa chữ đầu câu nhé. Cô mời các em thực hiện. Các em đã chép xong đoạn trích vào vở thì cùng đối chiếu trên màn hình với cô nhé. Cô chúc mừng những em đã thực hiện đúng yêu cầu của đề bài. Chúng ta vừa cùng nhau ôn lại một số từ ngữ về bốn mùa. Bây giờ, cô mời các em cùng bước qua một trò chơi mang tên Đố Em. Cùng đến với câu đố đầu tiên, chim gì có khuôn mặt giống với con mèo? Và đáp án của chúng ta là cú mèo. Chúc mừng em nào đã trả lời đúng. Các em có biết đây là con chim gì không? Đây là con chim chích. Thế con chim chích giúp gì cho nhà nông? Cô mời các em suy nghĩ. Đáp án chính xác của chúng ta là bắt sâu. Câu đố tiếp theo của chúng ta là con gì biết đánh thức mọi người vào mỗi sáng? Và đáp án của chúng ta là con gà trống. Chúng ta cùng đến với câu đố cuối cùng nhé. Chim gì bơi rất giỏi, sống ở Bắc Cực? Các em đã có câu trả lời chưa? Cùng kiểm tra với cô nào. Đó chính là chim cánh cụt. Hình ảnh hai chú chim cánh cụt thật là ngộ nghĩnh và đáng yêu, phải không nào? Thế giới loài chim với rất nhiều con vật, mỗi con đều có đặc điểm riêng, hoạt động riêng. Chúng đều có ích lợi, làm cho cuộc sống chúng ta thêm tươi đẹp. Vì vậy, chúng ta sẽ cùng chung tay bảo vệ các loài chim, các em nhé. Tạm biệt các chú chim, cô mời các em đến với thế giới muôn thú. Hãy cùng xem một số hình ảnh. Cô mời các em cùng đến với bài tập sau. Chúng ta có hai cột. Cột A là tên của các con vật. Cột B là những từ ngữ chỉ hoạt động hay đặc điểm của các con vật. Nhiệm vụ của các em là hãy chọn từ ngữ ở cột B phù hợp nhất với tên con vật ở cột A. Cô mời các em thực hiện. Cô mời các em cùng kiểm tra kết quả với cô. Cáo, tinh ranh, khỉ, thích ăn hoa quả, leo trèo giỏi. Thế còn sư tử? Sư tử có bờm, là vua của rừng xanh. Thỏ, ăn cỏ, cà rốt, chạy nhanh. Chó, rất trung thành với chủ. Vòi, có vòi, to lớn, rất khỏe. Chúc mừng các em có đáp án đúng nhé. Vừa rồi, cô và các em cùng nắm được một số từ ngữ về muôn thú. Cô mong rằng các em có thể dựa vào đó để kể được vài nét về hình dáng, hoạt động của con vật mà các em thích cho bạn bè và gia đình của mình cùng nghe. Bây giờ, thầy đến với một trò chơi được mang tên Ô Chữ Bí Mật. Ô chữ gồm 8 dòng, mỗi dòng là một gợi ý. Dựa vào gợi ý, các em đoán từ và điền các chữ cái theo hàng ngang. Lưu ý, mỗi ô một chữ cái, cô sẽ làm mẫu dòng một. Người cưới công chúa Mỹ Nương có 7 chữ cái. Các em có đáp án chưa? Đó chính là Sơn Tinh. Tương tự như vậy, chúng ta sẽ làm với các dòng còn lại. Chúng ta bắt đầu nhé, cùng đến với dòng số 5. Với gợi ý, nơi chứa sách, báo cho mọi người đọc, 7 chữ cái. Và đáp án của chúng ta là Thư Viện. Cùng đến với ô số 7 nhé.
Ô số 7 gồm 4 chữ cái. Trái nghĩa với dữ. 4 chữ cái và bắt đầu bằng chữ H. Chúc mừng em nào ra đáp án giống cô. Hiền. Cùng đến với ô số 2. Ô chữ gồm 4 chữ cái. Mùa rét. Lạnh. Các em đã có đáp án chưa? Cùng xem nhé. Đồng. Cùng đến với ô chữ số 4 để xem gợi ý là gì. Ngày Tết của thiếu nhi, 8 chữ cái. Và câu trả lời là Trung Thu. Chúng ta chỉ còn 3 dòng nữa thôi. Hãy tiếp tục với ô số 3. Đến với dòng 3 nhé. Gợi ý, cơ quan phụ trách chuyển thư từ có 7 chữ cái. Cô mời các em suy nghĩ. Và đáp án của chúng ta là Bưu điện. Đến với ô số 6 nhé các em. Ô chữ gồm 3 chữ cái. Con vật đi lặt bặt. Con gì nào? Đáp án của chúng ta đó là con vịt. Chỉ còn một dòng nữa thôi là chúng ta đã khám phá xong ô chữ của mình. Hãy cùng đến với dòng cuối cùng, dòng 8. Tên con sông đẹp ở thành phố Huế, 9 chữ cái. Đáp án sông Hương. Các em thấy từ ở cột dọc xuất hiện chưa nào? Hãy cùng đọc to theo cô. Sông Tiền. Sông Tiền nằm ở miền Tây Nam Bộ, là một trong hai nhánh lớn của sông Mekong chảy vào Việt Nam. Nhánh còn lại là sông Hồng. Năm 2000, cầu Mỹ Thuận rất to, đẹp, bắc qua sông Tiền đã được khánh thành đó các em. Hình ảnh con sông Tiền cũng đã kết thúc hoạt động 1. Cô mời các em cùng bước sang hoạt động 2, ôn tập làm văn. Ở hoạt động này, các em sẽ viết được một đoạn văn ngắn khoảng 3-4 câu về một loài chim hoặc gia cầm. Cô mời các em đến với bài 3, trang 78, tiết 4. Viết một đoạn văn ngắn khoảng 3-4 câu về một loài chim hoặc gia cầm. Gà, vịt, ngỗng mà em biết. Để thực hiện tốt yêu cầu này, cô có một số gợi ý dành cho các em. Em định viết về con vật gì? Các em cần chọn để viết đúng về loài chim hoặc gia cầm các em nhé. Hình dáng con vật ấy có đặc điểm gì nổi bật? Các em hãy quan sát về bộ lông, đôi cánh, đôi chân, mỏ. Hoạt động của con vật ấy có gì ngộ nghĩnh, đáng yêu? Các em có thể nói về các hoạt động như bay, nhảy, bắt sâu, kiếm mồi, tiếng hót, tùy con vật mà các em đã lựa chọn. Các em có thể dựa vào gợi ý trên, kết hợp với quan sát và hiểu biết riêng của bản thân để viết thành đoạn văn nhé. Các em lưu ý, chúng ta cần viết thành một đoạn văn ngắn 3-4 câu, chứ không phải trả lời câu hỏi. Khi viết, các em cần viết tròn câu và viết chữ cẩn thận. Cô mời các em cùng làm bài. Tiết học hôm nay đến đây là kết thúc. Sau buổi học, các em làm bài tập 3, tiết 4, trang 78 vào vở. Cô chào tạm biệt các em.